Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì chị em nào cũng có nhu cầu là để chăm chút tút tát cho bản thân có một cái sắc vóc đẹp hơn để đón Tết. Vì vậy mà nhu cầu làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ cũng tăng cao trong giai đoạn này. Tuy nhiên thì có một thực tế thì nhiều người bởi vì chưa tìm hiểu kỹ, thậm chí bởi vì chi phí quảng cáo của cơ sở thẩm mỹ đó rẻ mà lựa chọn làm đẹp tại các cơ sở không đảm bảo, thậm chí là không phép. Hậu quả là tiền mất tật mang. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi. Với mong muốn có mũi đẹp đón xuân, bệnh nhân này đã đến một spa ở gần nhà để tiêm filler nâng mũi. Tuy nhiên sau đó, mũi có dấu hiệu hoại tử. Sau 2 ngày thì là có hiện tượng đỏ và tấy lên, đỏ tấy nó với lại tím cái phần đầu mũi. Thì sau 3 ngày thì mình đi vào bệnh viện luôn ạ. Tại vì kiểm tra thì phát hiện ra là có hiện tượng hoại tử. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian gần đây, ngày nào cũng tiếp nhận các trường hợp đến khám và điều trị những tai biến, biến chứng do việc làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Trong cái trung tâm của tôi hiện nay cũng đang có đến 3 ca là đang phải điều trị mà kéo dài vì những cái tai biến về tiêm filler, thế rồi phẫu thuật tạo hình bụng, rồi đặt túi mông, túi ngực. Nhưng mà sáng nay tôi khám thì cũng có đến 2-3 trường hợp là những cái tai biến của những cái trường hợp mà làm mắt, làm mũi tại những cái cơ sở mà nó không đảm bảo chất lượng. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, số ca gặp biến chứng sau làm đẹp tại các spa, cơ sở không phép có xu hướng gia tăng dịp cận Tết. Các ca tai biến thường xảy ra ở nơi không có đủ điều kiện can thiệp, nhân viên không được đào tạo bài bản. Tôi cũng hỏi một số các bệnh nhân đến thì cũng được hỏi là thế, bạn có biết đây là một cái cơ sở gì không, hay là cái người thực hiện của mình là bác sĩ không? Thực ra các bạn ấy hoàn toàn không hề biết một tí nào, hoàn toàn là đưa cái niềm tin vào cho một cái người và người đấy là người tiếp xúc trực tiếp thôi. Chứ còn các bạn ấy còn không biết là ai là người phẫu thuật. Và sau khi đã phẫu thuật xong và quay lại để tìm hiểu thì có một số người thì gặp nhưng mà được trả lời những cái câu trả lời rất là không thỏa đáng, hoặc là những tình trạng là sau khi 1-2 tháng quay trở lại đã hoàn toàn không thấy cái thẩm mỹ viện này đâu cả. Tất cả những cái quảng cáo mà nó ngon bổ rẻ thì chắc chắn là phải hết sức cảnh giác. Những câu chuyện là có người này làm đẹp, người và thấy hay lắm, tốt lắm thì mình cũng phải hết sức cảnh giác. Những người đó là phải có chứng chỉ hành nghề để làm cái can thiệp xâm lấn cho mình, từ tiêm filler đi trở đi, hoặc là những cái can thiệp khác mà có chảy máu, thì ở cái phòng đó về nguyên tắc nó sẽ không thể có những cái trang trí ở trong một cái phòng giống như một cái phòng bình thường, có thảm, có rèm, có các cái ga gối đệm, thì chắc chắn đấy không phải là một cái phòng mà được đủ tiêu chuẩn để có cái can thiệp xâm lấn. Nhu cầu làm đẹp là chính đáng, tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên tìm hiểu, chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hoạt động để giảm biến chứng, đảm bảo tiêu chí vừa đẹp vừa an toàn.